hai tàu hoang trôi dạt từ Trung Quốc, nguy cơ đâm hỏng cầu. Hai con tàu hút không có người lái, trôi dạt tự do từ Trung Quốc sang Việt Nam có nguy cơ đâm hỏng các cây cầu trên sông Hồng. Ngày 9 tháng 9, Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về trường hợp phương tiện thủy từ Trung Quốc trôi dạt qua đường sông sang biên giới Việt Nam. Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, đây là hai tàu hút loại tàu vận tải khoảng 100 tấn. Tàu chưa qua cầu Cốc Lếu và cầu Phố Mới nhưng chưa xảy ra va chạm. Dự kiến tối 9 tháng 9, hai tàu trên sẽ trôi dạt đến cầu Phố Lu, Bảo Thắng, Lào Cai. Trong bối cảnh nước sông Hồng lên cao, hai phương tiện này có nguy cơ va đập vào trụ hoặc dầm của những cây cầu bắc dọc sông Hồng. Cục Đường Thủy Nội địa cho biết bản thân cục và các địa phương liên quan không đủ năng lực, thiết bị để xử lý hai tàu trên. Để tránh hư hỏng kết cấu cầu đường bộ, đường sắt, cục đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng chỉ đạo Bộ Quốc phòng xử lý hai tàu hoang này. Trước đó, tỉnh Lào Cai ghi nhận hai tàu khai thác cát bị lũ cuốn trôi đâm vào đập thủy điện Phúc Long. Cú va chạm may mắn chưa gây vỡ đập, giây lát sau, cả hai tàu bị hút vào trong cửa xả của con đập. Do ảnh hưởng của bão số 3, nước sông Hồng dâng cao và chảy xiết, sáng ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu trên đường quốc lộ 32 tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Vào thời điểm bị sập, trên cầu đang có rất nhiều người và phương tiện lưu thông. Trực tiếp kiểm tra tại hiện trường sập cầu Phong Châu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước yêu cầu tỉnh Phú Thọ báo cáo sơ bộ thiệt hại. Theo báo cáo sơ bộ, hiện có khoảng 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị cuốn trôi. Tại đây, Phó Thủ tướng chỉ đạo các lực lượng ngăn chặn hai đầu cầu và dùng lưới để tìm kiếm người rơi xuống sông. Tuy nhiên, giải pháp cứu hộ hiện nay đang gặp khó khăn do dòng nước chảy xiết không thể cho người, phương tiện xuống ngay được. Lúc ấy đang xe máy cũng đi.